Xin chào các bạn đã đến với D-Channel. Đây là Galaxy S21 Plus 5G. Cũng đã nửa năm trôi qua kể từ khi chiếc điện thoại này được mở bán. Vậy thì chiếc điện thoại này còn đáng mua hay không? Thực chất mà nói thì đã có rất là nhiều video cũng như là những bài viết đánh giá về Galaxy S21 5G này rồi. Nhưng mà trong video ngày hôm nay mình sẽ tóm gọn lại và chỉ cho các bạn 3 lý do vì sao chúng ta nên lựa chọn S21 Plus 5G này nhé. Bắt đầu video thôi nào. Lý do đầu tiên thì thường sẽ là lý do tiền đâu, cũng là lý do kinh tế và là một trong những yếu tố quyết định là chúng ta có lựa chọn một sản phẩm hay không. Khi mà sản phẩm này được ra mắt thì có mức giá là 25.990.000 đồng, tức là gần 26 triệu. Và con số mà để bây giờ các bạn có thể sở hữu được chiếc điện thoại này đó chính là 16.390.000 đồng mà thôi. Cho nên là nếu các bạn nào đang quan tâm tới S21 Plus 5G này, đừng quên tham khảo tại trang web Dùng Việt để có những cái mức giá hấp dẫn nhé. Trở lại với chiếc điện thoại này thì rõ ràng là một flagship mới được ra mắt nửa đầu năm nay của Samsung thôi, mà hiện tại chúng ta đã có mức giá cực kỳ tốt rồi, chỉ có 16.390.000 đồng. Thực sự đối với mình đây là một mức giá không thể nào tốt hơn được nữa dành cho chiếc điện thoại cao cấp nửa đầu năm nay của Samsung Galaxy S, cụ thể là S21 Plus 5G. Và tiếp theo, lý do thứ hai đó chính là giá trị sử dụng của chiếc điện thoại này. Mình dùng ở đây đó chính là giá trị sử dụng, chứ mình không nói đến bất cứ một cái thành phần cụ thể nào khác. Bởi vì là tất cả những giá trị mà các bạn có thể sở hữu được trên chiếc điện thoại này, nó đều mang lại cho các bạn một cảm giác sử dụng rất là tốt. Từ màn hình, từ thiết kế, từ camera, từ hiệu năng, mọi thứ trên S21 Plus này nó đều mang lại cho các bạn một cái sự thoải mái khi mà sử dụng. Thiết kế của Galaxy S21 Plus 5G sở hữu kiểu thiết kế rất là mới, thiết kế của flagship nửa đầu năm nay của Samsung. Nó không giống như thiết kế của năm ngoái nữa, hay nói thẳng ra là nó đã có một cái sự nâng cấp, một sự lột xác hoàn toàn mới. Và các bạn cũng biết rồi, năm ngoái thì Galaxy S20 Ultra, S20 Plus hay là S20 phiên bản tiêu chuẩn, nó đều sở hữu cho mình một cái cụm camera dạng như module đặt ở mặt lưng. Và đối với mình và cũng như là rất nhiều người dùng khác thì sẽ cảm thấy rằng cái cụm camera đó nó chưa hề tương xứng với mặt lưng cho lắm. Thì năm nay cái kiểu thiết kế đó nó đã được thay đổi. Chúng ta đã có một cái cụm camera nó trở nên kiểu hiện đại hơn, sang trọng hơn, nhưng mà nó vẫn toát lên cho mình một cái sự cao cấp của một chiếc điện thoại flagship đến từ Samsung. Và tiếp theo, thứ hai, đó chính là màn hình. Màn hình trên S21 Plus 5G này thì thực sự nó cũng không phải là một sự cải tiến quá nhiều so với thế hệ trước. Thậm chí là nó sẽ bị cắt giảm một số tiêu chí, ví dụ như ở đây là độ phân giải. Thay vì độ phân giải Quad HD 2K như trước thì trên chiếc S21 Plus 5G này chỉ còn lại là Full HD mà thôi. Nhưng mà đối với mình thì điều đó nó cũng không quan trọng cho lắm. Bởi vì khi mà chúng ta sử dụng trong điều kiện thực tế thì rõ ràng là khi mà chúng ta nhìn vào màn hình này nó vẫn rất là đẹp. Bởi vì là các bạn cũng biết Samsung là một trong những nhà sản xuất màn hình, và những màn hình trên những chiếc điện thoại của Samsung luôn cho ra một cái chất lượng ảnh rất là cao. Tiếp theo nữa là tần số quét của chiếc điện thoại này, nó vẫn là 120Hz và đặc biệt là nó có hỗ trợ thêm là cái tần số quét biến thiên. Khi mà các bạn sử dụng những cái tác vụ không đòi hỏi nó có khả năng hiển thị mượt mà thì chiếc máy này sẽ giảm cái tần số quét xuống và giữ lại cho chúng ta một cái thời lượng pin nó sử dụng thoải mái hơn. Đó chính là một cái điểm cộng, và khi mà các bạn sử dụng thì các bạn mới có thể cảm thấy được. Rõ ràng là nếu chúng ta có độ phân giải cao hơn thì nó rất là tốt. Chúng ta sẽ có một cái độ phân giải vừa đủ và tần số quét nó mang lại chúng ta một cái trải nghiệm mượt mà, đó chính là những thứ mà mình cần. Và kết hợp thêm đó, và các bạn biết đây là chiếc điện thoại ra mắt đầu năm nay có sử dụng chip xử lý là Exynos 2100. Thực sự mà nói thì đây cũng không phải là một bộ vi xử lý cực kỳ mạnh nhất thế giới, nhưng mà rõ ràng với những tác vụ mà các bạn sử dụng hàng ngày, ví dụ như chúng ta sử dụng điện thoại dùng để lướt mạng xã hội hay thậm chí là chúng ta chơi game, thì khi kết hợp thêm với màn hình tần số quét 120Hz nữa thì những trải nghiệm đó nó sẽ cực kỳ mượt mà, và đó mới chính là những thứ mà người dùng chúng ta cần ở chiếc điện thoại này. Đi kèm với đó thì chúng ta sẽ cần có một viên pin có dung lượng đủ trâu để có thể đáp ứng được nhu cầu sử dụng, và con số 4800mAh thật sự là con số rất là tốt rồi. Và các bạn cũng biết là chiếc điện thoại này còn được tích hợp thêm công nghệ sạc nhanh nữa, cho nên là khi cần thiết, ví dụ như điện thoại hết pin thì chúng ta có thể rút ngắn thời gian sạc đi đáng kể. Và một trong những yếu tố then chốt nữa của một chiếc điện thoại cao cấp đó chính là hệ thống camera. Và nói đến camera của S21 Plus 5G thì có lẽ mình cũng không cần phải chia sẻ quá nhiều nữa, đã có rất là những video đánh giá, và trên D-Channel cũng đã có một video đánh giá chi tiết camera của S21 Plus 5G, các bạn có thể xem lại nhé. Nhìn chung cho điều kiện đầy đủ sáng thì nó cho ra chất lượng ảnh rất là tuyệt vời rồi.
và mình không có gì để chê về chiếc điện thoại này trong điều kiện đủ sáng nữa. Cái mà mình muốn khen ở trên chiếc điện thoại này đó chính là khả năng chụp da người, màu da. Thì tuy nó vẫn còn những cái chất vàng rất là Samsung, nhưng mà nó đã được cải thiện rất là nhiều, cho chúng ta một cái màu da nó tự nhiên hơn, tươi tắn hơn. Đó chính là những thứ mà mình đã cảm thấy là Galaxy S21 Plus này nó được cải tiến, cải thiện hơn so với thời cũ. Hơi đáng tiếc là chiếc điện thoại này vẫn chưa được trang bị hệ thống camera tàu ngầm giống như là trên chiếc điện thoại người anh em của nó là Ultra. Nhưng mà với khả năng zoom quang ở thời điểm hiện tại có trên chiếc S21 Plus này thì mình vẫn cảm thấy nó đủ dùng rồi, không cần thiết là phải zoom quá xa để làm gì, đúng không nào? Còn trong điều kiện chụp đêm thì chất lượng ảnh trên S21 Plus 5G này cũng đã làm rất là tốt. Chúng ta đã có một cái phần mềm có khả năng tối ưu hóa cũng như là cái thuật toán xử lý trong điều kiện ban đêm cũng tốt hơn. Cho nên là nhìn tổng quan lại thì Galaxy S21 Plus 5G này cho mình một cái giá trị sử dụng mình đánh giá cực kỳ cao. Và lý do thứ ba thì nó sẽ nghiêng về giá trị tinh thần nhiều hơn. Các bạn cũng biết là trong thế giới Android hiện nay, khi nhắc tới Android là chúng ta sẽ nghĩ ngay đến thương hiệu Samsung, bởi vì có thể xem đây là thương hiệu lớn nhất trong thế giới smartphone Android hiện nay rồi. Và các bạn cũng biết là khi mà chúng ta chi ra một cái số tiền có thể nói là rất tốt, mình đã chia sẻ từ lý do thứ nhất, chỉ là 16.390.000 đồng mà thôi, và chúng ta nhận lại được một sản phẩm có giá trị sử dụng cực kỳ cao như là S21 Plus 5G này, cộng thêm với đó là giá trị thương hiệu nữa, thì rõ ràng là nó sẽ tổng hòa được tất cả yếu tố từ trải nghiệm sử dụng, từ giá trị tinh thần và đặc biệt là kinh tế chi ra của chúng ta nó cũng sẽ rất là hợp lý. Vậy thì các bạn khán giả của Regional, các bạn có quyết định lựa chọn Galaxy S21 Plus 5G hay không? Hãy bình luận bên dưới video này nhé. Và các bạn đừng quên, hiện tại Dòng Việt đang bán sản phẩm này với mức giá cực kỳ hấp dẫn. Chi tiết các bạn hãy click vào đường link ở phần mô tả nhé. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn khác của Regional. Bye bye.